Quân tinh nhuệ Nga xuất trận, kịch chiến với Ukraine tại Kursk. Nga đưa vũ khí hiểm, binh sĩ Ukraine hoảng loạn. Hàng nghìn quân Ukraine thiệt mạng, hai kho đạn tan hoang. UAV Ukraine phá hủy xe phóng không bốc Nga. Ukraine bị cảnh báo áp lệnh trừng phạt. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trên kênh youtube Bà Công Thương. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Mặt trận Kursk đang ngày càng căng thẳng khi cả Nga và Ukraine đều tung lực lượng tinh nhuệ nhất để giành từng vị trí tại khu vực này. Tại khu vực Kursk, quân đội Ukraine đã tập trung một lượng binh lực lớn và trang thiết bị, đạt kỷ lục. Theo hãng tin Bloomberg Mỹ, nhờ vào lực lượng này, quân đội Ukraine có thể cầm cự tại Kursk trong vài tháng, thậm chí lâu hơn. Chính quyền Ukraine quyết tâm giữ vững Kursk bằng mọi giá, sau đó sử dụng nó để đổi lấy lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Tờ The Daily Telegraph cho biết, Nga đã ra lệnh phải tái chiếm Kursk trong vòng 2 tháng trước khi ông Trump nhậm chức. Theo hãng thông tấn Ukraine Ukraine để nhanh chóng đẩy lùi quân đội Ukraine, quân đội Nga buộc phải điều động sư đoàn tấn công dù số 76, lực lượng tinh nhuệ và sẵn sàng chiến đấu nhất của mình, đến khu vực Kursk nhằm tăng cường khả năng tấn công. Đồng thời, quân đội Ukraine cũng đã điều lữ đoàn mạnh nhất của mình. Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 17 mới được tái tổ chức đến đây. Đây là lữ đoàn hạng nặng duy nhất của Ukraine, được trang bị khoảng 60 xe tăng, 60 xe chiến đấu bộ binh, bao gồm hai tiểu đoàn xe tăng, hai tiểu đoàn cơ giới hóa và hai tiểu đoàn bộ binh. Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều phải triển khai các lực lượng chủ chốt của mình đến Kursk. Dự kiến trong 2 tháng tới, mức độ ác liệt tại đây sẽ vượt qua miền đông Ukraine, biến khu vực này trở thành một cối xay thịt khổng lồ. Theo nhà quan sát Yuri Boronyaka, ông nhận thấy các báo cáo chiến sự mà các chỉ huy tiền tuyến Nga gửi lên có sự khác biệt lớn so với tình hình thực tế. Ví dụ trên tuyến Voprepki đến Malaya Noka, chỉ huy tiền tuyến Nga báo cáo rằng họ đã tái kiểm soát Ogopka, Nova Sorochina và Staraya Sorochina. Đồng thời, trong số hai đội tấn công Nga bị bao vây tại khu vực rừng do phản công của Ukraine vài ngày trước, một đội đã bị quân Ukraine tiêu diệt hoàn toàn, trong khi đội còn lại vẫn đang cố gắng cầm cự cuộc tiến công của quân nga tại novovanovka đã bị binh sĩ ukraine đẩy lùi quân ukraine thậm chí đã tiến vào khu vực phía đông của ngôi làng này nhờ sự hỗ trợ từ Noka quân tiếp viện của ukraine trước tiên di chuyển từ sutya dọc theo tuyến đường cao tốc đến Noka sau đó đi tiếp tục dọc theo tuyến đường từ Noka đến novovanovka hỗ trợ tấn công hiện tại quân Nga đã kiểm soát 90% khu vực Plekovo và các đơn vị tiên phòng đã tiến tới làng Kurilovka, nơi chỉ cách tuyến hậu cần của Ukraine 5 km. Theo TASS, trong quá trình giành quyền kiểm soát Plekovo, quân Nga đã tiêu diệt nhóm lính đánh thuê nước ngoài gồm 50 người của Ukraine. Trong 24 giờ qua, tổng số tuần thất của Ukraine tại Kurs lên đến 430 người, tương đương một tiểu đoàn. Đây là một con số thương vong trong ngày cao nhất trong vòng một tháng qua, Điều này cũng phản ánh mức độ ác liệt ngày càng gia tăng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông có kế hoạch đề xuất một chương trình mới cho Ukraine. Trong một video đăng trên kênh Telegram, ông nói có 10 điểm chính trong kế hoạch sẽ được trình bày vào tuần tới. Ông Zelensky cho biết nội dung của chương trình sẽ liên quan đến an ninh, năng lượng và vũ khí. Theo báo cáo, liên quan đến vũ khí, chương trình mới sẽ bao gồm sản xuất trong nước Ukraine và hợp tác với các đối tác. Ngoài ra, một trong những điểm nhấn của chương trình là chủ quyền văn hóa. Mặc dù quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trên tiền tuyến, ông Zelensky vẫn dành sự quan tâm phần lớn cho văn hóa trong chương trình mới. Điểm này đề cập đến việc sản xuất nội dung của Ukraine. Trước đó, ngày 28 tháng 10, ông Zelensky thừa nhận rằng nếu ông Donald Trump thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sẽ có nguy cơ Mỹ ngừng hỗ trợ Ukraine. Ông nói rằng nếu tình huống này xảy ra, Kiev đã có kế hoạch riêng của mình. Trước khi đưa ra tuyên bố này, ông Zelensky cho biết hiện tại ông chỉ thị Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine xây dựng kế hoạch củng cố nội bộ Ukraine, bao gồm các lĩnh vực như tiền tuyến, công nghiệp quốc phòng, kinh tế và tài chính. Theo tin từ đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố báo cáo chiến sự cho biết quân đội Nga đã kiểm soát khu định cư Vonesenka ở vùng Donetsk. Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã tiêu diệt và làm bị thương binh sĩ Ukraine, phá hủy xe tăng, pháo lựu cùng các trang thiết bị khác như trạm trinh sát điện tử và kho đạn dược của quân đội Ukraine. Lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ 78 máy bay không người lái của Ukraine. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày đã có 88 trận chiến xảy ra tại các khu vực trên tiền tuyến. Ở hướng Poros, quân Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine 14 lần, trong đó Ukraine đã đẩy lùi được 8 cuộc tấn công. Sau trận chiến khác vẫn đang diễn ra. Ở hướng Kurakhov, quân Nga đã thực hiện 25 cuộc tấn công và quân đội Ukraine đã đẩy lùi được 18 cuộc. Theo báo cáo từ tờ Moskovsky Komsomolets, Nga, nhiều nguồn tin từ phương Tây và Ukraine cho biết vào sáng ngày 13 tháng 11, lực lượng không quân Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa cải tiến KH-101 phiên bản KH-101M để tấn công các mục tiêu quân sự tại Kiev và khu vực lân cận. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã gây ra khoảng 70 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy hai kho đạn dược của đối phương trong khu vực do nhóm này chịu trách nhiệm, theo TASS. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga trong ngày qua cải thiện vị trí chiến thuật, gây ra hơn 440 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy một xe bọc thép do Mỹ sản xuất trong khu vực do nhóm này chịu trách nhiệm nhóm tác chiến phía nam của Nga trong ngày qua gây ra hơn 625 thương vong cho quân đối phương và phá hủy 200 tác chiến điện tử của quân Kiev trong khu vực do nhóm này chịu trách nhiệm. Nhóm tác chiến phía đông của Nga trong ngày qua gây ra thương vong khoảng 140 binh sĩ Ukraine và phá hủy hai khẩu pháo của Kiev trong khu vực do nhóm này chịu trách nhiệm. Nhóm tác chiến trung tâm của Nga trong ngày qua cải thiện vị trí chiến thuật và gây ra 370 thương vong cho quân Ukraine trong khu vực do nhóm này chịu trách nhiệm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm này đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Leninskoy và Makarovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR trong ngày qua. Nhóm tác chiến đơn nhép của Nga trong ngày qua gây thương vong khoảng 110 binh sĩ và phá hủy một khẩu pháo do Mỹ sản xuất trong khu vực do nhóm này chịu trách nhiệm. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng trong ngày 16 tháng 11, lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và một sân bay quân sự của Ukraine. Đề cập tới tình hình Kurakovo, hãng thông tấn TASS Nga cho biết khoảng 3.000 lính Ukraine đã lọt vào vòng vây và có nguy cơ cao bị bao vây hoàn toàn tại đây. Hiện Bộ Chỉ huy Ukraine đang tìm cách phá vỡ vòng vây của lực lượng Nga. Quân đội Ukraine đang tìm cách rút quân hàng loạt khỏi 4 khu định cư gần Kurakovo do thế gọng kìm. TASS dẫn nguồn từ cơ quan an ninh Nga cho hay họ đang cố rút quân hàng loạt khỏi Zelizavetovka, Iurinka, Anovka và Uspenovka lực lượng Nga đã thiết lập thế gọng kìm, quân Ukraine phải chạy dọc theo những tuyến đường đang bị hỏa lực bắn phá và hứng chịu tổn thất. Cùng ngày, hãng tin Sputnik Nga dẫn nguồn tin chiến trường cho biết, quân đội Ukraine đang rút lui khỏi Kurakovo và một số khu định cư lân cận do thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược, tinh thần xa sút Những nỗ lực tuyệt vọng của đối phương Ukraine nhằm tiếp tế đạn dược và thiết bị đang bị dập tắt bởi hỏa lực không ngừng nghỉ của lực lượng Nga, nhóm tác chiến Yuck của Nga cho hay. Trước đó, trả lời tờ Financial Times Anh, Ngày 13 tháng 11, một chỉ huy của đơn vị pháo binh Ukraine gần Kurakhov cho biết, đơn vị của anh sẵn sàng rút lui trong bối cảnh lực lượng Nga đang tấn công ác liệt từ ba phía. Các đơn vị thuộc vệ binh quốc gia Ukraine ở tiền tuyến gần đây đã sử dụng máy bay không người lái UAV thả đạn cối phá hủy một xe phòng không Bắc của đối phương. Trang Milinua dẫn thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klimenko viết rằng, các nhóm điều khiển UAV thuộc lữ đoàn biệt lập số 27 của vệ binh quốc gia nước này gần đây đã dễ dàng phá hủy một hệ thống phòng không Bắc của Nga. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát, các binh sĩ thông qua UAV đã phát hiện nơi đối phương ngụy trang xe phòng không Bắc tại một trong những điểm nóng nhất trên tiền tuyến. Với đòn tấn công chính xác, khí tài đối phương đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo tôi, giá trị của khí tài trên có thể lên tới 10 triệu USD, ông Klimenko viết trên mạng xã hội Telegram. Ông Klimenko sau đó đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh hệ thống Bắc Nga bị phá hủy. Có thể thấy, khí tay Nga sau khi bị tấn công đã xuất hiện nhiều vụ nổ thứ cấp, nghi do các quả tên lửa lắp trên xe gây ra. Hiện quân đội Nga chưa bình luận gì về video được quan chức Ukraine Klimenko công bố. RT thông tin, tên lửa Iskander của Nga đã tấn công chính xác vào một thời điểm tập trung quân của lực lượng Ukraine. Số quân này đang được chuẩn bị để triển khai đến khu vực Kursk của Nga, địa điểm bị tấn công được cho là ở vùng Sumy của Ukraine. Vào tháng 8, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga. Các đơn vị đang được trang bị tốt hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn đã được lựa chọn cho nhiệm vụ này, và họ được luân chuyển, nghỉ ngơi thường xuyên hơn so với quân đội Ukraine ở những nơi khác. Tờ báo Tây Ban Nha El País đưa tin trong tuần này. Một video được chia sẻ với RT bởi một nguồn tin giấu tên cho thấy khoảng khắc cuộc tấn công này được quay từ một máy bay không người lái. Nguồn tin ước tính thương vong của Ukraine lên tới 60 người. Cuộc tấn công được cho là diễn ra vào thứ Ba. Bộ Quốc phòng Nga đã xác minh tính xác thực của đoạn video và cho biết cuộc tấn công diễn ra ở gần làng Ivoyanskoy, cách biên giới Nga khoảng 12 km. Cuộc tấn công diễn ra đúng lúc lực lượng Ukraine đang thực hiện việc chuyển giao đạn dược, báo cáo cho biết. Tuy nhiên, tuyên bố không xác nhận vũ khí được sử dụng nhưng cho biết có nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa. Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã nhiều lần lên tiếng về cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào khu vực Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ước tính rằng hôm thứ Ba, lực lượng Ukraine đã mất hơn 31.700 quân, 200 xe tăng và hàng trăm vũ khí hạng nặng khác khi đang cố gắng giữ vững vị trí ở Kursk. Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình chiến trường ở miền Đông khó khăn vì Nga đang có những bước tiến, đồng thời ông cho rằng Nga không quan tâm đến việc đồng ý một thỏa thuận hòa bình. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, luật pháp Mỹ không ngăn cản cho ông gặp tổng thống đắc cử Donald Trump trước lễ nhậm chức vào tháng 1 tới. Ông dự định trao đổi trực tiếp với ông Trump thay vì thông qua một cố vấn hoặc một đặc phái viên. "Chúng tôi phải làm mọi thứ để cuộc chiến này kết thúc vào năm tới thông qua các biện pháp ngoại giao", ông Zelensky nhấn mạnh. Ngoài ra, Ông Zelensky cũng mong đợi sự hỗ trợ từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong trường hợp của các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow. Theo ông, một Ukraine mạnh là nền tảng của các cuộc đàm phán. Đại sứ Đức tại Nga Alexander Lamstrop nói tại cuộc phỏng vấn của tập đoàn truyền thông Fanky rằng vẫn chưa đến lúc đàm phán với Nga về một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột Ukraine. Tôi không muốn bắt đầu một cuộc thảo luận ở đây về việc liệu có một ngày nào đó có nên có đường dây liên lạc ngừng bắn hay khu phi quân sự hay không, liệu có quan sát viên ở đó hay không. Đây đều có thể là chi tiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Ông Lambsdorff nói: "Thật không may, chúng tôi vẫn chưa đạt đến mức có thể thảo luận về vấn đề này." Đại sứ Đức cho hay. Đồng thời, theo ông, hoàn toàn rõ ràng châu Âu sẽ đóng vai trò trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Canada Justin Trudeau bình luận về cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng hợp tác là cần thiết để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và điều đó đòi hỏi sự tham gia ở mức độ nhất định với các đồng nghiệp. Ông Trudeau nói với các phóng viên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Lima. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga tấn công mạnh vào các thành phố Liman, Torres, Sivek, Porosky, Kurakhip. Tình hình ở hướng Porosky và Kurakhip vẫn rất căng thẳng, trong bối cảnh quân Moscow đang tập trung nỗ lực tấn công chính vào hai thành phố này. Cụ thể, tại Porosky, quân Nga trong ngày qua 32 lần tung đòn tấn công, nhắm vào các khu định cư Miroli Ubipka, Lysipka, Promenya, Krutoya, Pechipka, Novolesipka và Pustinka. Tại Kurakhip, quân Nga trong ngày qua 25 lần tung đòn tấn công, nhắm vào các khu định cư Nova Ilinka, Berezki. Novoselidipka, Vodnesenka, Sonsipka, Novomichipka, Joria, Kurakhov, Daniel, Katarinipka và Atoninipka. Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình trên chiến trường miền Đông khó khăn và Nga đang có những bước tiến. Đồng thời, ông cho rằng Nga không quan tâm đến việc đồng ý một thỏa thuận hòa bình. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, luật pháp Mỹ ngăn không cho ông gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump trước lễ nhậm chức vào tháng 1 tới. Ông dự định trao đổi trực tiếp với ông Trump thay vì thông qua một cố vấn hay một đặc phái viên. Chúng tôi phải làm mọi thứ để ngăn cuộc chiến này kết thúc vào năm tới, thông qua các biện pháp ngoại giao, ông Zelensky nhấn mạnh. Ngoài ra, ông Zelensky cũng mong đợi sự hỗ trợ từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong trường hợp của các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow. Theo ông, một Ukraine mạnh là nền tảng của các cuộc đàm phán. Nga dồn Ukraine vào ngõ cụt trên tiền tuyến Kênh CNN dẫn lời ông Churchill Barros, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Washington ISY, khẳng định Nga đã nắm thế chủ động trên tuyến đầu trong khu vực tác chiến quân sự đặc biệt và đang ngăn chặn Ukraine lên kế hoạch phản công. Lực lượng Nga hiện đang nắm thế chủ động trên khắp các tuyến đầu. Họ đang khai thác thành công những lợi thế chiến thuật và đang củng cố những lợi thế chiến thuật đó, ông Barros khẳng định. Lực lượng Nga là những người hành động và họ đang buộc lực lượng Ukraine phải đáp trả đó không phải là điều tốt bởi vì bạn thua cuộc khi bạn liên tục ở thế phòng thủ. Ukraine bị dồn vào ngõ cụt và phải lựa chọn giữa hàng loạt các lựa chọn tồi tệ, ông Baros nói thêm. Kênh CNN cũng khẳng định ở mọi nơi ký nhìn đến, Moscow dường như đều có lợi thế. Nga đang giành được lợi thế tại các điểm then chốt dọc tiền tuyến ở miền đông và nam Ukraine, đồng thời tung ra hàng loạt các đợt không kích vào các thành phố của Ukraine. Kênh truyền hình Mỹ nhận định tình hình đặc biệt tồi tệ xung quanh Kupiansk, khi cho rằng thành phố Đông Bắc này đang lần lượt có nguy cơ rơi vào tay Nga. Sau khi được Ukraine chiếm lại vào tháng 9 năm 2022, sau hơn 6 tháng dưới sự kiểm soát của Nga, việc chiếm được Kupiansk sẽ giúp Nga dễ dàng tiến sâu hơn vào khu vực Kharkiv. Điều đó sẽ gây thêm áp lực cho Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi bị máy bay không người lái và tên lửa của Nga tấn công những ngày gần đây. Ukraine phá hủy vũ khí triệu đô của Nga một đơn vị máy bay không người lái thuộc lữ đoàn Pichak số 27 của vệ binh quốc gia đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không Buk M1 của Nga trị giá 10 triệu đô la, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko báo cáo vào ngày 16 tháng 11. Một video trên Telegram do Klimenko, người có bộ giám sát vệ binh quốc gia, chia sẻ cho thấy hệ thống này đang nhắm vào một trong những khu vực nóng nhất của mặt trận mà không nêu rõ khu vực cụ thể nào. Sau ngày 16 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu báo cáo rằng Nga đã mất 999 hệ thống phòng không kiến đây trở thành tổn thất lần thứ 1 của Nga. Buk M1 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung tự hành tiên tiến do Liên Xô phát triển vào năm 1984. Tổ hợp này là một trong những hệ thống đánh chặn đáng sợ nhất thế giới thời điểm chúng ra đời. Phiên bản Buk M1 được phát triển dựa trên hệ thống Buk được tạo ra vào những năm 1970. Buk M1 được thiết kế với vai trò hệ thống phòng không chiến thuật trên chiến trường, chuyên đi theo bảo vệ đội hình tiến quân của các sư đoàn cơ giới. Hệ thống tên lửa đất đối không Buk M1 thời Liên Xô đã được cả lực lượng Ukraine và lực lượng Nga sử dụng kể từ khi chiến sự bắt đầu. Ukraine thừa hưởng hệ thống phòng không Buk M1 từ Liên Xô, nhưng vũ khí này thường sử dụng tên lửa mà chỉ có Nga sản xuất. Năm ngoái, Ukraine tuyên bố đã chuyển đổi hệ thống này để bắn tên lửa Mỹ. Nga, ông Zelensky đã nhận gáo nước lạnh sau kế hoạch chiến thắng. Hãng tin TASS dẫn lời Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev khẳng định kế hoạch mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được công bố vào ngày 14 tháng 11 nhằm mục đích xoa dịu sự thất bại của kế hoạch chiến thắng sẽ không nhận được sự ủng hộ của thế giới phát biểu bên lề hội nghị về phát triển hợp tác giữa brics và các nước châu âu ông kosachev tuyên bố không còn nghi ngờ gì nữa việc không có phản ứng nào đối với kế hoạch chiến thắng trước đây là một gáo nước lạnh đối với ông zelensky chúng tôi thấy rằng hầu như không ai trên thế giới ủng hộ nó kể cả những đồng minh thân cận nhất của ukraine lý do đơn giản là kế hoạch này chứa đựng quá nhiều câu hát nổi tiếng về nhu cầu hỗ trợ tối đa cho ukraine quân sự tài chính và chính trị cho đến kết cục chiến thắng mà ông zelensky vẫn hứa với các đối tác phương tây của mình thứ mà rõ ràng là ngày càng xa vời và hoàn toàn không thực tế. Do đó, theo tôi, kế hoạch mới nhất là nỗ lực của ông Zelensky nhằm xoa dịu thất bại trước đó của kế hoạch chiến thắng. Không có chiến thắng nào trong tầm mắt và cũng không có kế hoạch nào trong tầm mắt. Ông Kosachev cũng cho rằng việc hy vọng kế hoạch mới của ông Zelensky sẽ gần với thực tế hơn là vô ích. Nếu nó là một kế hoạch dựa trên những gì đang diễn ra trên thực địa, trên tuyến đầu, trong nền kinh tế Ukraine, trong quan hệ quốc tế, thì chúng ta có thể nói rằng không phải tất cả đều vô vọng nhưng nói thẳng thắn thì tôi không tin vào điều đó. Ông Kostychev nói. Ông cũng tuyên bố rằng ông Zelensky đang ngập đầu trong chính sách thất bại của mình và sẽ không có cơ hội thoát khỏi đầm lầy này. Dù ta luôn muốn hy vọng điều tốt nhất nhưng tôi tin rằng về mặt cơ bản sẽ không có điều gì mới mẻ xuất hiện trong kế hoạch mới của ông Zelensky. Phó chủ tịch thực viện nga khẳng định. Trước đó, trong một bài phát biểu video vào ngày 14 tháng 11 ông Zelensky đã công bố một kế hoạch 10 phần bao gồm an ninh, năng lượng, vũ khí, sản xuất tại Ukraine và hợp tác với các đối tác. Ông chú ý nhất đến chủ quyền văn hóa, bao gồm sản xuất nội dung của Ukraine. Nga quyết giành lại Kursk trước khi đàm phán bắt đầu Tờ Washington Post đưa tin rằng cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu vực Kursk đã trở nên khốc liệt hơn trong những ngày gần đây, khi Điện Kremlin chưa các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh có thể diễn ra khi Tổng thống đắc cử Donald Trump lên đám quyền. Trang báo này nhận định việc lựa chọn thời điểm dường như chứng minh rằng Điện Kremlin hiểu được vai trò của Kursk trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Nếu cuộc đàm phán diễn ra, Nga muốn đảm bảo rằng chủ đề thảo luận này sẽ chỉ là đất đai của Ukraine. Về phần mình, blogger quân sự Mikhail Zvinchak, người sáng lập kênh Telegram Reba, cho biết tôi tin rằng trong mọi trường hợp, vấn đề cross sẽ được giải quyết trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Ông nói, ông cũng tin rằng cuộc tấn công của Nga gần đây đã phá hủy lực lượng dự trữ và hậu cần của Ukraine tại khu vực Sumy giáp biên giới ở Ukraine và cho phép Nga chiếm lại một số khu vực định cư. Đồng quan điểm, ông Konstantin Remchukov, tổng biên tập tạp chí Nezavisimaya Gazeta, khẳng định Rõ ràng là Moscow sẽ không bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào cho đến khi họ trục xuất toàn bộ binh lính Ukraine ra khỏi Kursk. Emily cựu trợ lý tổng thư ký NATO, chia sẻ với Washington Post, Tổng thống Putin có thể chia sẻ rằng ông đang trên đà chiến thắng và không có lý do gì để đàm phán ngay bây giờ. Vì vậy, các yêu cầu của ông ấy có thể sẽ cực kỳ cao. Roughly, một thành viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ cho biết, Ukraine có thể coi Kursk là một đòn bẩy tiềm năng trong tương lai trong các cuộc đàm phán, nhưng nhược điểm là hoạt động này đã gây sức ép đáng kể cho quân đội của họ. Nhà phân tích cho biết, tổn thất của Ukraine ở khu vực Donetsk phía đông đã lớn dần từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 năm nay, khi các đơn vị có kinh nghiệm rời khỏi vị trí của họ và tập trung vào hoạt động ở Kursk. Ông Lee khẳng định, lực lượng Nga bên trong Ukraine đã tiến nhanh hơn trong 3 tháng qua so với bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2022. Ukraine có thể tiếp tục gặp khó khăn khi mùa đông đang đến gần, lá tàn đã héo úa, khiến việc ngụy trang trở nên khó khăn hơn trong một cuộc chiến mà máy bay không người lái đang theo dõi mọi động thái. Các đầm lầy lội có thể sớm đóng băng. Qua đó, ông Lee cảnh báo rằng Ukraine sẽ cần phải quyết định xem nên ưu tiên quân đội và vũ khí hạn chế của mình ở đâu. Họ sẽ gửi tiếp viện đến đâu, bởi vì nếu bạn tập trung vào việc giữ Kursk, điều đó có thể khiến các khu vực khác của mặt trận gặp rủi ro lớn hơn, ông nói. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.